Xin kính chào toàn thể tất cả các chú anh chị với khán giả đang xem cái Hoàng Xanh. Hiện tại thì Hoàng Xanh đang đứng tại chùa Prechop là ở Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu. Kính thưa các chú anh chị, trong không khí hân hoan của bà con khó khăn đang đứng ở đây là chờ nhận quà, thì các chú anh chị ơi, gạo đây là gạo 10 kg, là giống như bữa trước là Xanh có chia sẻ với bà con á, bây giờ thì gạo lên giá rồi, nhưng mà do là Xanh cũng mua số lượng nhiều cho nên người ta cũng bớt cho Xanh, mỗi ký thì lên 1.000 các chú anh chị. Thì ở đây thì hôm nay thì Xanh phát là 150 phần quà, mỗi phần quà trị giá là 300.000 đồng, trong đó có gạo 10 kg và nhu yếu phẩm. Đây, đường, bột ngọt, nước tương, nước mắm, dầu ăn, chao, đây rồi muối luôn của chú chị, thì 300.000 đồng. Nhưng mà Xanh mua được rất là nhiều thứ cho bà con cho nên thì Xanh rất là vui. Bây giờ không để cho tất cả các chú anh chị chờ lâu, bây giờ thì Xanh xin được phép đọc số tiền mà Xanh đã chích ra phát gạo mấy bữa nay nè các chú anh chị, tại vì Xanh phát tới đâu Xanh sẽ trừ tới đó. Kính thưa tất cả các chú anh chị, thì số tiền hôm trước Xanh phát là còn là 99.771.000 đồng, thì hôm nay thì Xanh tiếp tục phát là 150 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, thì chúng ta sẽ hết là 45 triệu, thì chúng ta sẽ lấy là 99.771.000 đồng trừ cho 45 triệu, còn lại là 54.771.000 đồng, thì Xanh sẽ phát lần sau. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị, cảm ơn rất rất là nhiều tình thương của tất cả các chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp cho bà con nghèo, tại vì Xanh đi làm từ thiện trong tháng 7 này là Xanh muốn làm tất tần tật mọi nơi, coi như là nơi nào thật sự khó khăn xứng đáng thì Xanh sẽ phối hợp với nhà chùa, và nhà chùa sẽ phối hợp với địa phương, trình báo với địa phương để Xanh đi tới đó làm cầu nối những hoàn cảnh thật xứng đáng. Cho nên thì bà con tới đây nói chung là rất là háo hức chờ nhận quà lắm. Sáng giờ mặc dù anh em Hoàng Xanh thì xe có một chút sự cố là bãi bánh xe, nhưng mà bây giờ tới chùa rồi Xanh rất là mừng. Bây giờ Xanh không thể để cho bà con chờ lâu và biết khán giả chờ lâu nữa, Xanh sẽ cùng với bà con mình, biết khán giả mình sẽ xem bà con nhận quà. Mời cả nhà nha. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu phát cho bà con luôn ha. Rồi. Rồi. Dạ, rồi. Con đại diện Mạnh Thường Quân chúc cho ông nhiều sức khỏe nha. Rồi, ông về thông thả. Đi cẩn thận. Dạ, cảm ơn. Dạ rồi. Rồi. Tại vì các chú chị ưu tiên cho ông bà lớn tuổi trước, cho ông bà lớn tuổi trước. Rồi, bà nhận quà nha. Dạ. Ôi, thằng anh nó gì ơi, dạch nó gì. Chúc vô sốc số 7 gì ơi. Rồi. Quất bị chóp á. Rồi ta. Ôi ta gì dê mính nè. À, cho ông bà lớn tuổi trước của chú anh chị. Ở đây ý nghĩa lắm của chú anh chị ơi, tại ở đây dùng này bà con cũng còn khó khăn á, cho nên mình làm được cái điều ý nghĩa này rất là quý lắm. À, Hoàng Xanh cảm ơn các chú các anh đây rất là nhiều đã hỗ trợ cái nhiệt tình. Dạ. Dạ. Dạ dê. Hả dê, dạ tay cái dê. Cảm ơn chú Hoàng Xanh nha. Dạ dạ. Dạ, em thiếu mẹ nổi thân. Rồi. Rồi, các bà nhận quà mừng lắm nha. Bảy dê, con nó dê. Xong mà che. À, chúc cô chú Mạnh Thường Quân lúc nào là được vui vẻ, bình an, lúc nào cũng được khỏe mạnh. Dạ, các bà có lời chúc. Ôm không nổi nặng lắm á. Đây, ôm cái dùng. Rồi, dạ. Bà con mình từ từ. Bà con đừng có chen lấn nha bà con. Đừng có chen lấn, từ từ thôi. Ô, hai phần luôn ha. À, có khi lạnh dùng đó các chú anh chị. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe nha con. Dạ, đi ăn vượt qua giai đoạn khó khăn nha. Dạ. Mới kênh Hoàng Xanh, coi kênh Hoàng Xanh hoài à. Hai phần á chị lãnh cho ai? Dạ đó, kia đứng ngoài kìa. Dạ, rồi, chúc chị nhiều may mắn nha. Dạ, cảm ơn. Rồi, có gạo thì ấm rồi, ấm bụng rồi. Chui lạnh ơi cái coi vô ai nhớ. Chui lạnh. Nhớ dạ, người ta gửi nha. Đi pia.
Dạ, tại vì con đưa phiếu cho chùa thì chùa chia ra đó để cô xem, nếu mà cuối giờ nếu mà còn phiếu còn gạo con sẽ cho cô nha, con không đem về đâu. Dạ. Dạ dạ. Đẻo muối. Muối tại vì người ta lãnh hai phần là do là người ta lãnh dùng nhiều người khác. Dạ dạ chú, chúc nhiều sức khỏe nha. Tại vì do là người ta nhận dùng cho người già là người bệnh ấy cô. Dạ chứ không có, không phải là một nhà nhận hai phiếu đâu. Tại vì nhà chùa có lựa ra hết trơn à. Nếu mà dư thì con sẽ cho cô. Tại con đem đi đủ số lượng đó cô. Con không biết nữa, để coi nếu mà cô bác nào không tới thì dư con đưa cho cô. Tại nhiều khi cho phiếu mà nhiều khi người ta không đủ duyên, người ta không tới. Vô thiêu mới sắp hàng thôi, thông vô thiêu đàng hoàng đấy chứ đâu chẳng bản đấy. Cầm vô bị cội chẳng bản đấy. Vô bị cội mình đặng nha. Rồi hai. Dạ chú hai phần chú. Mấy gian phải chú không có nổi. Lạnh giùm cho cái bà bị liệt. Bị liệt đi không nổi. Mà tôi cũng bị thương. Trời ơi tội nghiệp chú á. Rồi giùm để lên. Chú lấy cẩn thận chú ơi. Tôi lấy không nổi đâu. Dạ. Cái này nhận quà chú thấy sao? Rồi trời ơi vui chứ. Quán trời lắm. Chú biết cái này trong gì đầy đủ luôn đó. Rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn chú. Gắn nghe cho chú. Dạ. Rồi, chú rất là mừng cho chú anh chị chú bị liệt á. Ta gửi 3 phần đúng không anh? Gửi 3 phần, bà con ở nhà nó đang bệnh. Dạ. Bệnh đây không được, tôi dạ. Tự có sức tôi tiếp dụng lấy cho dùng, bà. Lấy dùng đi. Cái này rồi. Là gạo cũng là 3 bịch là 30 kg rồi đó, rồi cái này nó anh lấy nổi không? Nổi nó cũng được. Dạ. Tôi xin chúc mừng anh em có lòng hào tâm đến cùng trong là phát gạo cho sức khỏe trăm năm hạnh phúc trong các anh em mình ha. Dạ. Cảm ơn anh rồi chúc cho bà con mình thật nhiều sức khỏe nha. Rồi. Dạ. Dạ không, tại vì lãnh dùng cho người bệnh. Để bà sẵn cho bà một đoạn, nhóm khơi hơi cho bà sát cả. Dạ. Em mềm bắn nào. Bọn mềm bắn đấy. Nhóm mềm bọn, nhóm vào cây kia. Dạ, chúng tôi sắp xếp bài. Cô nói mới thấy Hoàng Xanh lần đầu đẹp quá. Rồi có gia đình chưa? Nó chưa. Dạ, ông kênh chở nó miếng. Dạ. Cái này tuấn nó dùng chén xăm sắp ấy chứ. Tại vì ban quản trị của chùa, dạ. Thì ban quản trị của chùa phải cho hết. Dạ. Ban quản trị của chùa có người đủ ăn, có người cũng nghèo, dạ. Mà có công việc trong chùa. Dạ. Vậy đó. Công việc là giúp cho chùa hả? Giúp cho chùa. Dạ. Vậy đó. Có một mớ nữa là thở làm trong chùa luôn. Dạ. Thở làm. Thở xây chùa hả? Thở xây chùa. Nhưng mà xây chùa người ta có lấy tiền không? Có lấy tiền chưa? Ta cũng lấy một mớ. Dạ, cũng giúp chuồng mớ ha. Giúp dạ, nên mớ. Mình có quà cho nghèo. Ta cũng nghèo ha. Dạ, người dạ. Cũng nghèo, làm ở đây cũng nghèo. Dạ, dạ, vậy là cho đúng người chú ha. Dạ, rồi, cảm ơn chú. Bây giờ bà con còn đông quá trời luôn. Không có phiếu. Không có phiếu, nhưng mà gạo cũng đem có 150 phần, là tại con định là phát 150 phần, con chia sẻ với bà con quý khán giả rồi. Dạ. Bây giờ làm sao đây bây giờ? Bây giờ hết phiếu là phân phối cho mấy người không có phiếu người ta lại. Nhưng mà những người mà có phiếu nhưng mà ta không tới hay sao vậy chú? Con qua không? Rồi vậy là bây giờ là đếm phiếu là đúng 150 luôn không? 150. 48. 49 là 50. 50 là 150 phần đủ luôn. Vậy là cái trở lên như tao. Rồi vậy là bây giờ thế này nè, bây giờ cái
cái phần này mình đem ra đi, tại cái phần này là phần mạnh thường quân có đọc danh sách rồi. Không, cái này là cái phần của phiếu. Phiếu này phần của phiếu đi. Còn cái nhu yếu phẩm này của chú anh chị do là nhà người nhà của Hoàng Xanh bốc ra dư rồi. Bây giờ bỏ dư 10 phần. Bỏ dư rồi. Vì bây giờ em sẽ tính nhu yếu phẩm này rồi về em trừ lại, giống như là gạo trừ cái số tiền của gạo ra rồi rồi nhu yếu phẩm này phát cho bà con rồi em tính phần này ra để chị Xanh đọc cho bà con. Cái này thì với gạo 10 kg, gạo thì 1 kg gạo 15.000 phải không? 10 kg là 150 đúng không? Thì 150 thì của chú anh chị thì gạo 15.000 thì 10 kg thì 150.000 mà gạo mà quà thì 300.000 thì mỗi phần quà này sẽ trị giá là 150. Tại lỡ Xanh bốc dư rồi, người nhà Xanh bốc dư rồi, bây giờ Xanh sẽ cho bà con luôn. Hen, bây giờ là Xanh sẽ trừ ra 150, mỗi phần 150 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.500.000. Trừ ra 1.500.000 hen. Các anh chị về sẽ trừ 1.500.000. Bây giờ thì con rất là khó xử bà con ơi, tại vì thứ nhất là quà thì con có số lượng nhất định. Tại vì con phối hợp với nhà chùa đã chọn cho những hoàn cảnh xứng đáng rồi. Còn ở đây thì bà con tới thì giống như là có sự bất chợt, con cũng không biết hoàn cảnh mình thế nào, con không biết đâu. Cho nên thì coi như là tùy duyên thôi ha. Nếu mà có duyên lần sau con tới, còn tại vì làm từ thiện mà đâu có thể là làm hết là tròn trịa được đâu. Cho nên thì con làm gì có thể, mà may thay bữa nay cũng được 10 phần quà ha. 10 phần quà coi như là không có gạo, thì mỗi phần quà trị giá 150. Ưu tiên cho cô này trước đi ha, cô áo lam hồi nãy nói chuyện ha. Rồi phần quà trị giá 150. Nói chung là bây giờ mình cầm 150 ra tập hóa mua không được quà gì đâu. Nhưng mà cái này do con mua sỉ thì nặng lắm đó nha, cẩn thận. Rồi rồi. Từ từ rồi, từ từ. Từ từ không có chen lấn. Con sẽ tự cho. Con sẽ tự cho. Rồi. Từ từ rồi, đây, đây cho ông nè. Từ từ, không có chen lấn được. Không chen lấn được. Đây. Từ từ. Chú cho người nào chú? Từ từ. Chị tôi chạy đi sân đó. Thôi cho bác lớn tuổi đi. Chị cho tạm đi. Không có được. Cô làm gì không được rồi. Chú thấy cho ai được chú nói con đi. Chú thấy cho. Đâm cỏ đẹp cái gì ôi đây. Ai cũng muốn xin không có ấy đâu. Không mấy cái bột, mấy cái ôi tết. Chú cho ai được chú? Bây giờ không, bây giờ thế này đi, bây giờ ưu tiên người già đi. Người già đi. Tôi già không cho 75 rồi nè. Cô già nhưng mà cô chen quá, con nghĩ cho luôn. Em phải chen tôi ở sao đó. Cô đừng có chen. Chen tôi sao đó, tôi đâu có. Cái gì? Trời, sao giữ cái chi? Cho bà này đi. Thôi. Cho cô đi. Ok, vậy thôi. Cái này coi như là thành vực vàng luôn. Ok, bây giờ về đi có cho đi. Rồi, được luôn ha. Bây giờ cái này là cô chú anh chị đây. Ok, vậy tắt đây. Kính thưa tất cả các chú anh chị thì có bạn của Hoàng Xanh tới để hỗ trợ cho bà con nghèo phát quà luôn. Nhưng mà bạn Xanh không muốn xuất hiện camera, cho nên thì bạn của Xanh cũng dành 10 phần quà. Mỗi phần quà trị giá 150 cho bà con nghèo luôn. Bây giờ thì còn phần của Hoàng Xanh sẽ được kết thúc video tại đây. Và bà con ở đây sẽ được 10 người nữa sẽ được quà nữa. Và Xanh sẽ rút kinh nghiệm lần sau, Xanh sẽ mang và thêm của chú chị. Bây giờ chào tạm biệt cả nhà nghe. Kính chúc cả nhà mà thật nhiều sức khỏe. Mặc dù hơi lu bu nhưng mà vui lắm cả nhà. Bà con rất là trân quý món quà lắm. Cảm ơn cả nhà.